Đầu tiên chúng ta sẽ mở ứng dụng KineMaster lên. Đây chính là giao diện chính của ứng dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng, chọn vào dự án trống, chọn vào trình duyệt phương tiện. Chúng ta sẽ chọn vào nền, chọn nền đen, chọn biểu tượng góc phải, tùy chỉnh theo mức độ, độ dài của video chúng ta cần sửa, chọn vào lớp, phương tiện, chọn vào thư mục lưu video mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Đây là video đang ở dạng dọc. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng có hình chữ nhật, rồi tiếp tục chọn hình màu trắng. Xong chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng có hình chữ V. Tiếp tục ấn vào video cần chỉnh sửa. Bên tay phải chúng ta sẽ xuất hiện những thanh công cụ. Chúng ta kéo xuống khu vực có chế độ xoay, ấn vào biểu tượng. Tiếp tục ấn vào video cần chỉnh sửa. Rồi đưa tay lên màn hình có video mà chúng ta cần chỉnh sửa. Chúng ta điều chỉnh sao cho phù hợp với cái khung hình. Khi chỉnh sửa cân đối rồi chúng ta sẽ cho nó chạy thử xem thế nào. Sau khi chúng ta chỉnh sửa xong xuôi, chúng ta muốn cắt bớt những cái phần mà nó bị thừa bằng cách ấn vào cái biểu tượng màu đen này. Ấn vào biểu tượng màu đen, vào biểu tượng kéo, chúng ta sẽ cắt bớt những cái phần mà chúng ta không cần nữa. Chúng ta sẽ chạy thử lại xem thế nào. Cơ bản là ok rồi đó. Chúng ta sẽ xuất ra cái file để mà chúng ta đăng lên bằng cách. Chúng ta sẽ chọn độ phân giải để xuất video. Trong lúc chờ đợi video xuất ra ngoài. Sau khi xuất được video chúng ta sẽ thoát hết ra ngoài. Vẫn sẽ làm theo các trình tự như lúc đầu. Vào thư mục, chọn video cần chỉnh sửa. Nhưng mình sẽ không chỉnh sửa mà mình sẽ xuất trực tiếp ra luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem mình chạy thử. Đây. Sau khi xoay hết các vòng thì anh em thấy đó, video nó vẫn ở dạng dọc và không thể xem được cái góc rộng của video mà nằm ngang bình thường mình hay xem trên YouTube được. Mình sẽ xuất cái video này ra xem, vẫn theo các bước trình tự như lúc nãy. Sau khi xuất xong cái video mình sẽ thoát hết các ứng dụng ra ngoài, ra màn hình desktop của điện thoại luôn. Rồi mình sẽ vào video, phần video mới tải xuống đó, kiếm cái chỗ lúc nãy mình truy xuất cái video ra. Mình có nhiều thư mục quá, không biết là nó nằm ở chỗ nào đây. Để lướt lại xem nào. Nhiều thư mục, nhiều video quá, mình không biết để chỗ nào đây. Để lướt lại coi. Chỗ này video, lúc nãy cái này là video gốc này. Không phải đâu này. Cái này cũng là video gốc luôn. Để lướt xuống dưới xem sao. À vùng khác. Đúng rồi, đây đây rồi, đây là import. Cái video số 2 là cái video mà mình không theo các bước trình tự mà mình xuất ra luôn. Bây giờ anh em thấy không? Khi mà mình xuất ra nó sẽ có cái dạng dọc kiểu này. Còn cái video số 1 là cái video mà anh em mình chỉnh sửa theo trình tự, mình sẽ đạt được cái kiểu nằm ngang. Theo kiểu mà YouTube nó hay xem bây giờ đó. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em. Hy vọng anh em thấy hay và bổ ích thì hãy ủng hộ kênh của mình để mình ra những cái sản phẩm hay hơn.